Khi người miền Nam ăn phở Hà Nội và cái kết. Nó không có một tí màu xanh nào trong này này. Đây là gì không? Đấy gọi là nước ớt chứ không? Có nước mắm. What? Có nước mắm không? Có nước mắm không? Có. Có kìa. Cô có tương đen không? Không. Cô rất bò đây làm gì có tương đen. Có mắm á. Sao ăn phở cho mắm? Cho nó bằng hà thế ạ. Thêm vào ông xin muối á. Xin muối và cầm bằng lắc vào. Ngon. Lại còn chấm mắm. Ăn phở Bắc mà phải chấm mắm á. Vị phở hơn. Kiểu thanh hơn, nước thanh. Ừ. Xong một đống thế bảo thanh. Ấy là nói là em hút á. Ừ. Thì nó thanh nhưng mà không đủ vị mặn của em. Trà đá ở đây đắng á. Ừ. Uống vô là không ngủ được. À sợi phở dẹp. Sợi phở ở đây nó dẹp nè. Ừ. Nè, nó mềm. Phở trong kia thì nó vuông đúng không? Nó có mấy cái sợi vuông 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 nữa. Nó mềm nhưng mà vẫn có độ dai á. Bò ở trong kia á. Ừ. Là nó sẽ băm nhuyễn luôn. Em biết cái này bao nhiêu không? 10.000. Thì em trả lại ly anh được. Ly anh chưa uống thì trả ly anh đi. Ừ. Trả lại ly anh á. Đấy là quán người khác người ta bán thế chứ còn quán này là free. Wow. Free á? Ừ. Đấy là thật trong trí tưởng tượng. Chứ còn á, một ly trà đá này là vẫn là 2.000. 2.000 em đang đúng. Nói chung là người Nam ăn phở Hà Nội được đúng không? Ở đây không có rau không? Ừ nhờ. Vì là ở đây ai người ta cũng có rau sạch để ăn đấy. Con trai em ăn rau sạch thôi. Thế à? Ăn giờ em lỡ ăn một miếng này rồi thì mình tin một... cái quẩy này thôi được. Hả? Nguyên đĩa. Để hay gói mang về được. Bây giờ lại ăn một miếng rồi trả lại à? Không, bây giờ trả tiền cái này nè, trả lại cái này. Thế hỏi người ta xem được. Đấm sao lắm. Đúng này. Cho cô ăn quẩy hả? Thôi cứ bỏ vào đây cho cô. May nhá, cô không tính nhá. Xong ăn quẩy. No. No. Ok.